Đây xin giới thiệu với mọi người mấy con cuốn nhà mình ăn cơm được rồi nhé. Rồi nay ăn cơm được rồi nha mọi người, ăn cơm được hai ba bữa rồi, nay nhìn trọng trọng rồi đó, cũng được 250 200 gram á, ý lộn hai hai ký, hai ký không, không biết, 2 ký à, dự đoán thôi. Cái thách đại đi. Đâu ai cấm lò lo. Đây. Có ai muốn rước về không? Ba em lông xù và ba em lông ngắn nha. Em nào cũng ăn khỏe. Màu cà phê sữa. Đây, mẹ của tụi nó nè. Bo nè. Cắt lông hết rồi, hết xù rồi. Bo này là Nhật Lê Bắc Kinh nha mọi người. Bo là Nhật Lê Bắc Kinh. Đây cha của mấy đứa nhỏ. Bắp già mặt nhăn, bắp già có đốm lưỡi nha, đó có đốm lưỡi, hiền khô luôn. Bắp lại mừng con là bắp, bắp sợ con bo nó không dám lại. Đây ăn ăn hấp bụng luôn kìa. Ăn cái đi bú. Này con này là cái chân nó trắng, bằng chân móng chân trắng. Mặt nhăn à, lớn lên mặt sẽ nhăn. 4 con đực 2 con cái hả? 4 đực. 4 đực 2 cái. Mà ba lông xù là con ba con ăn đực 1 cái. 2 con đực, 2 con cái 1 con đực. Đây nè. Lông xù vậy là cái nhiều hơn. Nè. 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 Ghét không? Ăn chưa hộp cơm lỗ mũi hả? Này là cái hả? Hả đực. Cái. Cái hả? Đây, đây. Gái lứa ăn cơm ơi dính mụn lum nữa con. Lát nhà cho sao? Để cho con ăn đi. Rồi ăn leo vô. Đó, ăn rồi, dành nhau ăn. Mời 6 con. 6 con là vừa luôn cái thau luôn. Đó, chọt vô đồ. Bữa nay là đến 1 tháng á. Rồi sao ăn sặc luôn rồi. Cho ăn cơm trắng không với chan với nước gì vậy? Đâu có, nước canh thịt. Canh thịt. Cải với thịt. Đợt này bo đẻ 6 đứa. Ít hơn mấy đợt trước, mấy đợt trước đẻ đợt lần lần một lần là 9 đứa, lần là 8 đứa. Rồi dính vô con mắt luôn kìa, gỡ cơm mắt ra kìa. Trời ơi. Đói quá mà nhào vô ăn. Cơm đó. Này không bị dính hết à, sao nó nhè nhè. Có một em này là cái mỏ đen nè, giống giống con bắp nè. Mỏ tha. Mỏ tha đồ. Không biết có tha không à. Chứ con bắp lại tha du lịch luôn. Hình như bắp lúc này bỏ hết vụ tha rồi phải không? Bị la mấy lần rồi hết rồi. Chứ hồi xưa tha đồ dữ lắm. Sao bo vô ăn của con bo. Đây đồng chí chui nghệ thuật. chui đi vệ sinh, đi tè. Khô không? Đi tè chạy ra ngoài kia đi tè phải không? Chứ đâu có tè không đây. Đó. Chỗ này cháu chơi. Khôn ghê không? Đâu có dạy đâu, tự động đó chứ đâu có dạy đâu. Đó, đi tè xong rồi vô ăn tiếp. Bo, để cho con ăn đi, lát mày cho con ăn sao? Kỳ với bo, xong dành ăn với con bo. Mày dành ăn với con bối rồi, giờ dành ăn với mấy đứa con nữa, bo xấu tính quá vậy bo. Bo mày cho ăn sao? Bối ha. Ăn cơm bị bo dành hoài không? Rồi ăn là chổng mông chổng khu đó. Rồi. Mẹ con này mới thương nè. Con này là nó biết đi vệ sinh nè. Biết đi vệ sinh mới đi vệ sinh vô đó. Nó kiếm chỗ đi vệ sinh đó. Nè lông nè. Rồi. Nè. Lông mình lớn lên đẹp lắm. Cà phê sữa. Con kia đi nè. Đồng chí này đi kiếm chỗ đi nè. Hửi hửi. À, chỗ đó của nó đó, vệ sinh đó, đó. Chui chui ra ngoài kia đi. Rồi bắp, bắp là nhiều chuyện à. Chỗ người ta đi vệ sinh mà đi lại đó gì vậy bắp. Bối đó. Đó, đánh hơi coi chỗ nào thích hợp á.
chọn vị trí đắc địa để đi vệ sinh chứ có gì đó. Nó hửi cái hồi qua đi chỗ nào là nay đi là chỗ đó. Ghét không? Chưa ra địa điểm luôn, tìm nãy giờ chưa ra địa điểm luôn. Có nhiều đó quần tới bừng luôn mà chưa ra. Ấy ấy. Đi ấy. Trời ơi, kỹ ghê ha. Rồi, rồi, rồi. Xoay 180 độ. Rồi. Ôi. Nó xoay 180 độ. Sản phẩm ra lò. Rồi chui qua coi, chui qua kìa. Chóng mông. Làm cái cửa vậy, chui qua vậy. Má ăn cơm xong đi mú sợ mẹ kìa. Không mộng rồi, em phải mua thuốc, thì cho nó uống. Hỏi gì nên mua thuốc gì cho nó uống rồi. Sao? Nó đi vệ sinh thấy khó khăn quá. Đứng nó rặn lâu quá. Đâu có, cho nhỏ như vậy á. Rồi, ngay cái đường nó vô mở cửa. À, cái đường ta đi. Đường ta đi vô, đứng lại đi vệ sinh ngay, đường ta đi vô luôn à. Rồi, tôi hết vô được luôn. Trời ơi, chui luôn. Nè. Trời gì ghẻ hả gì? Con dê. Dê hả? Rồi, ăn xong rồi bỏ con giò vô luôn hả? Trời ơi, dữ quá dữ. Giết sạch đây cái thao luôn. Đây là những con xù. Ừ. Xù đẹp ha, lông đẹp ha. Này lớn lông đẹp lắm. Ừ. Mặt này loại lá lai con bo nhiều nè. Ba con xù này giống con bo, còn ba con cái mỏ giống bo chè. Ba lông ngắn này là giống con bắp. Ba con giống cha, ba con giống mẹ. Nhưng mà màu lông thì giống con mẹ, giống con bo. Với con bắp nó đang thui mà. Nó lai lai nè, cái này giống bắp nè. Nó giống cái đường đen đen ở trên nè. Mấy con lông sát cái mỏ nó mặc y chang như con bắp. Đó. Y chang như con bắp luôn. Rồi rồi, bỏ xuống đây, bỏ xuống. Đòi theo kìa. Rồi, thôi tạm biệt. Tạm biệt cô chú nha. À, cô chú nào muốn rước mấy con về nuôi hú nha. Rồi, xong rồi, no nê rồi. Bye bye.